khi con bố thí cho một người đàn ông ẵm theo đứa con vì thấy tội nghiệp đứa trẻ, nhưng cũng vì thế mà người đàn ông ẵm luôn đứa trẻ theo để đi xin, con làm thế có phải đang hại đứa trẻ không? Cho nên tốt nhất á, là chúng ta làm phước nó phải có trí tuệ đi kèm. Tức là khi làm phước chúng ta nên dành thời gian ra để chúng ta tìm hiểu. Nó có hai loại nha. Một là làm phước khi nào mình thấy hoan hỷ thì mình cứ làm thôi. Ví dụ như thấy mình muốn bố thí, lúc đó hoan hỷ thời điểm đó thì cứ bố thí thôi. Nhưng nếu như mà chúng ta muốn có cái sự đầu tư để làm phước cho nó lợi ích đó, thì chúng ta phải đầu tư thời gian suy tư. Ví dụ như cái người này là họ cần cái gì, cái khó khăn của họ ra làm sao. Ví dụ họ thiếu công ăn việc làm, hay là do họ lười biếng lao động. Rồi đứa nhỏ này á, là nó như thế nào, nó cần giúp đỡ ra làm sao. Tức là chúng ta giúp là chúng ta giúp tới nơi tới chốn. Và cái chuyện chúng ta giúp tới nơi tới chốn đó đó, cái phước nó nhiều hơn rất là nhiều so với việc chúng ta chỉ làm phước kiểu hời hợt, theo kiểu là ra đường thấy ăn xin thì cứ cho tiền. Do đâu? Do chúng ta có sự đầu tư và có cái trí tuệ đi kèm ở trong đó. Nó khác nhau nhiều lắm. Ngoài ra đó, thì chúng ta còn có thể suy nghĩ là khi chúng ta làm cái này nó sẽ tác động như thế nào. Ví dụ như bà mẹ đánh đứa con thì bà mẹ cũng thương con chứ, nhưng mà tại sao thương con mà quánh con? Nó có mâu thuẫn nhau không? Nó không có mâu thuẫn. Tại vì đôi khi á, phải phạt con, phải đánh nó mới tỉnh để mà nó tốt hơn. Sư có cái kinh nghiệm nó hơi lạ đời. Hồi xưa thì học cũng tương đối là cũng học sinh khá giỏi, nhưng mà lâu lâu thì cũng lười chứ. Học sinh mà đứa nào chưa bao giờ lười, mà lâu lâu lười cái bị quánh cho một chập, thì sư mới phát hiện là hình lạ, là tại sao mà vừa mới ăn đòn xong mình học nó nhanh hơn. Tức là mình như mình tập trung hơn á. Đương nhiên là không phải vì đó mà mình kiếm chuyện để mình ăn đòn, không ai muốn ăn đòn hết trơn á. Nhưng mà nó lạ là phát hiện là hình như là bình thường mình lười mà tụi họ bị quánh xong cái là mình tập trung học như học mau thuộc hơn nữa chứ đó. Cho nên là khi chúng ta làm mà chúng ta cần cái trí để suy xét. Bây giờ thì có một số cái trung tâm trợ giúp đó, thí dụ như trợ giúp mà những trẻ em mà bị lạm dụng để mà đi ăn xin chẳng hạn, thì chúng ta có những nơi giúp đỡ, chúng ta dùng cái trí tuệ ha để làm phước. Chứ dạo này sư nghe nói người ta thiên hạ chửi Phật giáo mình dữ lắm. Mà chửi cái kiểu do cái vấn đề của việc chửi là do rất nhiều người làm phước kiểu thiếu trí. Thành ra là chúng nó chửi, nó nhận được cơ hội là nó chửi cho tới nơi tới chốn luôn. Cho nên vấn đề không phải là do họ mà do mình. Muốn sửa thì sửa ngay từ mình. Chịu khó mỗi lần làm phước để cái tâm vô giùm sư một cái ha.